Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh của Sài Gòn House. Hôm nay Huy sẽ review quý vị một căn nhà ngang 6 dài 20 nằm trong khu đô thị 5 sao. Một vị khách hàng bên Mỹ nhờ review. Quý vị hãy theo dõi hết video này để thấy được căn nhà tuyệt vời trong khu đô thị 5 sao này nha. Hãy đăng ký kênh cho Huy để theo dõi những bất động sản tiếp theo. Xin chào. Đây là một cái mẫu nhà trong khu đô thị 5 sao quý vị ạ. Căn này thì diện tích là ngang 5 dài 20. Quý vị có thể thấy mặt trước là ban công lầu 1, lầu 2 đều có nha. Một cái mẫu nhà rất đồng bộ trong khu này, rất đẹp luôn. Đường trước nhà của chúng ta là đường 9m nha quý vị. Đặc biệt cung đường này thì lề đường trước nhà là 5m quý vị, xe hơi đậu thoải mái luôn nha. Căn nhà hôm nay Huy sẽ review là căn nhà này, ngang 6 dài 20. Hướng của căn nhà là hướng Nam nha quý vị. Khu này là khu 5 sao này, có bệnh viện quốc tế này, hướng này là ra bệnh viện quốc tế và trường mầm non, rồi các cái trường học ở trong này là trường quốc tế hết nha quý vị. Sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt song ngữ luôn. Thì căn nhà mà Huy review là căn nhà này quý vị nha, ngang 6 dài 20 này. Một căn nhà rất là đẹp, ban công đằng trước là lầu 1, lầu 2 đều có ban công luôn, rất là thông thoáng. Và đặc biệt của cái căn này là quý vị thấy là cái lề đường trước nhà là 5m này quý vị. Cái này thì tiện chúng ta trồng cây, rồi đậu xe hơi, buôn bán thoải mái luôn quý vị nha. Hai bên thì bên Huy đã trồng cây cảnh cho quý vị rồi. Đây là con đường trước nhà này quý vị, rất là đẹp luôn. Còn đây là đằng trước nhà, view của mình đây. Là những căn nhà phố thì đã có những người ở rồi. Và đây thường là những người Việt Kiều, người ta về đây ở sinh sống rất là nhiều luôn. Một khu đô thị rất là thông thoáng, sạch đẹp, xanh sạch đẹp. Và còn rất là thông thoáng quý vị ạ. Cách chợ Bình Chánh 2km và về Bến Thành là 20 cây số nha quý vị. Đây là căn nhà mà Huy sẽ review đây. Lề đường là 5m luôn quý vị. Căn này là diện tích rất lý tưởng, ngang 5 dài 20 luôn quý vị nha. Đây, rất là đẹp luôn. Nhà gồm 3 tấm rưỡi quý vị, đổ bê tông hết luôn. Thì nhà này có hai lớp cửa nha quý vị, lớp cửa cuốn ở bên ngoài này. Và tiếp theo là lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Tiếp theo thì Huy sẽ đi vào phòng khách của căn nhà quý vị nha. Như quý vị có thể thấy thì cái phòng khách này rất là rộng, không gian rất là rộng. Và được trang trí một cách cơ bản, không có quá cầu kỳ nha, không quá màu mè. Đây quý vị thấy này, bên này là một cái màu rất là đẹp luôn này. Chỗ này mình có thể để tivi, không có dán tranh ảnh cầu kỳ làm gì. Bên này cũng vậy nha, một cái màu sắc rất đơn giản, mình trang trí gì cũng được luôn. Phía trên cầu thang thì quý vị có thể làm một cái tủ ôm sát vô nữa, được luôn quý vị nha. Căn này là ngang 6 dài 20, riêng cái phòng khách này thì ngang 6 dài khoảng 5m, tổng cộng cái phòng khách này khoảng 30m². Còn đây là view nhìn từ trong phòng khách nhìn ra ngoài này quý vị. Rất là đẹp luôn quý vị nha. Đây là view của phòng khách nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Quay rất là sắc nét, ở trên có một cái đèn chùm nha quý vị nha. Tuyệt vời quý vị. Căn nhà này thì một quý vị ở bên Mỹ nhờ Huy quay trực tiếp để xem như thế nào nha quý vị. Căn này ngang 6 dài 20, cầu thang nằm ở giữa đây nha quý vị. Cầu thang là có hai cái trụ này bằng gỗ căm xe rất là chắc chắn nha quý vị. Căn này thì có sổ hồng hoàn công đàng hoàng luôn quý vị nha. Đây là khu không gian của khu vực bếp nha. Bếp này cũng rất là rộng rãi để chúng ta có thể kê bàn ăn. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Bếp rất rộng nha, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Màu trắng, tinh khôi, rất tuyệt vời. Ở đây là những cái chỗ mà chúng ta có thể treo những cái bức tranh vô phòng bếp, phòng ăn của chúng ta nha. Khu này thì vừa là nhà bếp, cũng vừa là phòng ăn luôn. Rất là đẹp luôn quý vị nha. Rồi cái sân sau này cũng rất là rộng quý vị ạ. Sân sau này chiều ngang là 6m, chiều dài là 4m nha. Tổng cộng là 24m². Sân sau đây, lát gạch cũng rất là dễ thương nha. Đằng sau này thì chủ nhà muốn là sẽ trồng rất là nhiều cây cối ở đây. Và đồng thời thì theo Huy đề nghị thì bên chủ nhà sau này người ta sẽ làm một cái tấm tre ở đây, là một tấm kính ở trên này, rồi ra đây có thể uống nước, rồi trồng cây, nghe tiếng chim hót là rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái sân sau rộng tới 24m² nha quý vị. Còn ở đây là phía sau nhà của chúng ta này, tất cả các cái phòng mà đằng sau này đều có ban công ra ngoài đằng sau hết nha quý vị. Đây thì có cửa này, rèm cửa có hết rồi. Và tổng cái diện tích của cái căn này là ngang
6 dài 20 như quý vị, 120m² và công nhận hết luôn. Còn đây là cái nhà vệ sinh ở phía sau này quý vị. Nhà vệ sinh này cũng rất là sạch sẽ nha, lát gạch từ dưới lên trên luôn quý vị, thiết bị vệ sinh cũng rất là cơ bản luôn. Ở đằng sau này còn có một cái cửa để thoát mùi ra ngoài nha quý vị. Đó. Còn đây là những cái thiết bị vệ sinh này quý vị, có tủ này, đựng đồ rất là ok luôn. Còn bây giờ thì Huy sẽ lên lầu 1 của căn nhà cho quý vị xem nha. Quý vị thấy cái phòng khách này có rộng không? Rất rộng luôn nha. Đây cầu thang đi, bậc cầu thang đi lên này, rất là đẹp luôn này. Cầu thang này làm bằng những viên đá hoa cương nha, màu rất là đẹp luôn. Và Huy rất thích cái bậc thang này, nó không có chia đôi ra, nó rất là vuông vức và bự. Đây cầu thang này nhìn từ trên xuống dưới nha. Ở dưới này có một cái khoảng không thì chúng ta có thể lắp được thang máy sau này luôn nha quý vị. Đó, ngay chỗ giữa cầu thang này là một cái giếng trời, sau này có thể lắp thang máy. Còn tiếp theo thì Huy lên lầu 1 của căn nhà đây. Lầu 1 của căn nhà là được chia ra làm hai phòng hai bên nha. Đây phòng ngủ đây quý vị nha, nhà vệ sinh bên trong luôn, rất đẹp luôn nha. Đã lắp rèm đầy đủ cho chúng ta rồi. Căn nhà này thì một cô ở bên Mỹ, cô nhờ quay để cho gia đình xem. Đó, cái nhà vệ sinh này rất là đẹp luôn quý vị ạ. Nhà vệ sinh này có vách ngăn kính ở bên trong này, rất đẹp luôn nha. Đó, bên tay trái này sẽ là kính luôn, có rèm kéo lại. Còn phía sau này là có ban công ra ngoài phía sau luôn này. Ban công ở phía sau đây, ban công khoảng 1,5 m nha quý vị. Đó, đây là view nhìn ra phía sau. Rồi đây là cái phòng ngủ mà rất là lớn nha quý vị. Đó. Hy vọng con đang review cho cô thì cô sẽ hài lòng về căn nhà này. Còn đây là cái khoảng không ở ngoài, thì khoảng không này thì mình có thể đặt những cái tủ ở đây để đựng quần áo chẳng hạn. Đó. Rất là lớn luôn. Còn đây là cái phòng ngủ phía trước này, phòng ngủ này cũng có nhà vệ sinh bên trong luôn, rất là đẹp luôn nha. Đây là phòng ngủ phía trước đây, rất là rộng rãi, ngang 6m, dài 6m luôn, 36m², cực kỳ rộng. Nhà vệ sinh bên trong này có vách ngăn đàng hoàng và thiết bị vệ sinh cũng rất là tuyệt vời luôn, ngang 6 dài 20. Còn đây là cái ban công ở phía trước, ban công này rất là rộng luôn quý vị nha. Đây là ban công ở phía trước nhà đây, ban công suốt luôn nha, chọc cái căn phòng của chúng ta này, đường trước nhà này rất là đẹp luôn. Lề đường là 5m, lòng đường 9m nha quý vị. Đối diện là những căn nhà người ta đang ở rồi. Và khu này là khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh 2km nha. Quý vị nào có nhu cầu về nhà đất trong khu này thì liên lạc với số điện thoại trên màn hình của Huy để được tư vấn nha. Đấy, cái phòng này là 36m², rất là đẹp luôn. Nhà vệ sinh bên trong luôn. Đó là lầu 1 của căn nhà. Tiếp theo thì quý vị cùng Huy lên lầu 2 của căn nhà. Quý vị thấy cầu thang này, những cái bậc thang này rất là đẹp luôn nha. Lầu 2 thì nó sẽ tương tự như lầu 1, có hai phòng ngủ hai bên. Đây là lầu 2 của căn nhà. Đây là phòng ngủ phía sau nha. Có nhà vệ sinh bên trong luôn và có ban công ở phía sau luôn. Thì đây là cái nhà vệ sinh bên trong. Nhà vệ sinh này thì cũng tương tự như cái phòng ở dưới nha quý vị. Đó. Có vách ngăn đàng hoàng, có rèm cửa trắng kín luôn, có gương này quý vị nha. Đó, bồn vệ sinh, bồn mà tắm ở bên trong. Còn phía sau này là có một cái ban công đi ra ngoài phía sau, để Huy ra ngoài ban công quay kỹ cho quý vị xem nha. Đây là ban công ở phía sau này quý vị nha, có cửa đi ra nha. Phòng ở dưới, lầu dưới cũng vậy luôn này. Đây là cái ban công của cái phòng ngủ phía sau. Đây là view lên. Đằng sau là nhà của chúng ta luôn. Nhà cách nhà bởi hai cái sân nha quý vị. Đó, sân nhà người ta này. Sân nhà của người ta là khoảng tầm 2m, sân mình 4m, là nhà cách nhà là khoảng 6m². Ở quý vị thấy là bên cạnh đây là người ta đang làm một cái bể cá ở phía sau nhà này, rất là đẹp luôn.
Rồi ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy sân tennis, sân đá banh ở đằng này. Đó, đây là cái phòng ngủ phía sau nha. Phòng ngủ phía trước thì cũng tương tự. Ở đây thì đi tất cả 4 phòng đều đi dây ống đồng máy lạnh hết rồi nha. Còn đây là cái khoảng trống ở bên ngoài, khoảng hành lang bên ngoài thì quý vị có thể làm những cái tủ quần áo để ở đây nè. Đó. Đó, ok. Còn đây là cái phòng ngủ ở phía trước này quý vị, phòng ngủ phía trước đây. Y chang như lầu 1 này quý vị, rất là rộng luôn. Mình sẽ không quay ban công ở ngoài phía trước nữa, tiết kiệm thời gian nha quý vị nha. Y chang luôn. Còn tiếp theo là lầu 3 của căn nhà này. Căn này là 6x20 và nằm trong khu đô thị 5 sao, sổ có sẵn luôn rồi nha. Đó, đây là lầu 3. Lầu 3 này thì đây, phía này là chỗ sân phơi rồi máy giặt ở khu này. Sân phơi máy giặt ở khu này. Và bên đây thì có một cái phòng thờ ở đây. Đằng trước là có cái cửa đi ra ngoài sân thượng ở đằng trước. Ở giữa này là cái khoảng trống này là chính là cái giếng trời nha quý vị. Đây, giếng trời lấy ánh sáng. Lấy ánh sáng cho căn nhà ngay giữa cầu thang này quý vị nha. Rồi bây giờ Huy sẽ review từng hạng mục cho quý vị. Khu vực này sẽ là khu vực để chúng ta giặt đồ, phơi đồ này, phơi bên trong nhà luôn. Còn đây là cái cửa đi ra ngoài sân sau. Sân sau là đi ra cửa này. Đấy, sân sau này khoảng 3 mét nha quý vị. Đây là sân thượng ở phía sau, 3 mét. Thì quý vị nào muốn trồng cây thì lên đây trồng cây cũng được. Ở trên đây là mái của căn nhà, thì trên này cũng đổ bê tông mái bằng luôn. Và có cái cầu thang mình đi lên nha. Ở trên là bồn nước, rồi sau này mình lắp máy lạnh ở đó luôn. Đây là cái sân 3 mét của chúng ta. Còn đây là view nhìn từ sân thượng này. Đó. Hai bên là đều, của chúng ta là đều có nhà rồi quý vị nha. Rồi, đó là cái sân ở đằng sau. Tiếp theo thì Huy sẽ review cái sân ở đằng trước cho quý vị xem. Đây là không gian phòng thờ này quý vị nha. Đây, phòng thờ của chúng ta nằm ở đây. Đó, đây là không gian để chúng ta thờ cúng, worship. Đó, không gian phòng thờ ở đây quý vị nha. Đó, có cái cửa đi ra ngoài sân thượng đằng trước này. Đó, đây là cái phòng thờ, worship room nha. Còn đây là cái cửa mà mình đi ra ngoài sân thượng ở đằng trước. Đó, nếu mà chúng ta thờ cúng thì có cái cửa này đi ra cũng rất là riêng tư luôn quý vị ạ. Đây, sân thượng ở đằng trước đây. Đây là sân thượng ở đằng trước nha quý vị. Đó. Đây, sân thượng ở đằng trước khoảng 3 mét nha quý vị. Ở trên này thì mình có thể trồng cây cối nè, cây kiển nè, ok luôn. Đây là cái mặt trước của cái sân thượng này nè quý vị thấy không? Rồi, đây là sân thượng đằng trước. Nhìn view đây quý vị. Đây là cái con đường trước nhà này. Con đường trước nhà là 9m nha, lề đường 5m, đậu xe hơi thoải mái luôn. Nhà phố trong khu đô thị 5 sao này quý vị nha. Đó, một căn nhà rất là tuyệt vời nha. Rồi, Huy đã review xong căn nhà này quý vị nha. Đây là một cái căn nhà ngang 6x20 ở trong khu đô thị 5 sao. Thì giá của những cái căn nhà này khoảng 6 tỷ hơn một chút. Quý vị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với Huy để được đi xem nha. Căn nhà mặt tiền trong khu đô thị 5 sao, giá chỉ hơn 6 tỷ một chút thôi. Đó, một căn nhà rất là tuyệt vời. Khu dân cư rất là đông đúc. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản sắp tới do bên mình review nha quý vị nha. Hãy đăng ký kênh và bấm một nút like cho Huy nha. Căn này thì đã có một cô ở bên Mỹ đặt rồi, cho nên là mình sẽ không có báo giá. Những cái căn ở trong này thì khoảng hơn 6 tỷ một chút thôi. Nên là quý vị nào muốn xem nhà những căn tương tự như vậy này thì hãy liên hệ với Huy, số điện thoại trên màn hình để được đi xem. Nhớ đăng ký kênh cho Huy. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì tới đây mình đã review xong căn nhà này. Quý vị nào mà đang rảnh tay thì hãy bấm nút like hoặc đăng ký cho Huy để lần sau mình không bỏ lỡ những cái video khác mới nhất nha. Quý vị yêu thích kênh của mình thì hãy nhấn nút like cho mình và bấm vào nút đăng ký để lần sau mình không bỏ lỡ những video khác nha. Bên cạnh đó thì bên kênh của mình cũng có rất là nhiều các cái căn nhà hoặc là những lô đất khác. Nếu quý vị nào mà muốn mua đất, mua nhà, những căn khác thì hãy liên hệ với số điện thoại của Huy hoặc là vào kênh để được xem thêm nha quý vị.